Xin chào các bạn. JAV là viết tắt của từ Spanish Adult Video, từ chỉ những đoạn video phim đen hay còn gọi là phim khiêu dâm tại Nhật Bản. Phim đen tại Nhật đa dạng về thể loại, nội dung. Ngoài video khiêu dâm, Nhật Bản còn có các loại tạp chí, băng đĩa được bày bán công khai tại các cửa hàng tiện lợi trong nước. 7 điều bạn chưa biết về kinh đô phim người lớn ở Nhật Bản. 1. Ngành công nghiệp tỷ đô. Nhật Bản cấm mại dâm nhưng lại hợp thức hóa ngành công nghiệp phim người lớn. Ngành công nghiệp phim khiêu dâm Nhật Bản được cho là có quy mô lớn nhất hành tinh, chiếm tới 20% tỷ trọng ngành này của toàn thế giới và mang về lợi nhuận khoảng 20 tỷ USD mỗi năm. 2. Cứ mỗi ngày, đất nước mặt trời mọc lại tung ra 100 sản phẩm phim người lớn, tương đương với mỗi tháng sản xuất khoảng 4.000 bộ phim mới được sản xuất. Phim của Nhật còn được xuất khẩu đi nhiều quốc gia khác trên thế giới, sản lượng gấp 5-6 lần phim của Mỹ. Tuy nhiên, chi phí một bộ phim AV của Nhật Bản chỉ bằng một phần nhỏ so với các phim tỷ đô của Hollywood. Một tập phim 2 tiếng đồng hồ cần khoảng 3-8 triệu yên để sản xuất, tương đương với 600 triệu đến 1,6 tỷ đồng. 3. Mỗi năm có khoảng 6.000 diễn viên nữ ra mắt với thu nhập từ 300 đến 600 USD một ngày. Ước tính cứ 200 phụ nữ ở Nhật thì sẽ có một người phụ nữ tham gia hoạt động diễn xuất phim đen. 4. Mất cân bằng giới tính diễn viên nam và nữ. Chỉ có khoảng 70 diễn viên nam chuyên nghiệp nhưng phải đối mặt với hơn 10.000 diễn viên nữ. Với tần suất mỗi tháng có 4.000 bộ phim mới được sản xuất, rõ ràng số lượng nam chính là không thể đáp ứng đủ. Một nam diễn viên trong nghiệp diễn của mình có thể quan hệ với khoảng 8.000 nữ diễn viên. 5. Phim AV Nhật Bản không đòi hỏi về diễn xuất mà chỉ yêu cầu cao về ngoại hình và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, để khi diễn không phải trang điểm hay dùng quần áo để che đi những khuyết điểm trên cơ thể. Những cô gái tốt nghiệp ở các trường đại học danh tiếng, những người có bằng sư phạm hay y tá dễ gia nhập ngành giải trí phim người lớn hơn. Các scene mỗi ngày của nữ diễn viên dao động khoảng 300 USD, tức là khoảng hơn 6 triệu đồng, đến 600 USD, hơn 12 triệu đồng. Trong khi đó, nam diễn viên có thể nhận được từ 500 USD, khoảng hơn 11 triệu đồng, đến hơn 1.000 USD, tức là hơn 22 triệu đồng cho một ngày diễn, tùy thuộc vào vị trí và danh tiếng của mình. 6. Vì sao phim người lớn phát triển mạnh ở Nhật Bản? Các nhà nghiên cứu cho rằng, phim người lớn phát triển mạnh ở Nhật Bản xuất phát từ những lý do sau. Sự cởi mở của người Nhật. Nhật Bản là một đất nước châu Á hiếm hoi có sự cởi mở về tình dục. Nhật Bản còn có rất nhiều lễ hội mang đậm phong cách 18 cộng như lễ hội Kanamari, lễ hội của quý hay lễ hội Hodare ở Niigata. Giải quyết nhu cầu về việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngành công nghiệp phim đen tại Nhật Bản phát triển vô cùng lớn mạnh. Một công việc với thu nhập cao đã thu hút hàng ngàn cô gái trẻ tham gia vào ngành công nghiệp phim khiêu dâm. Giải quyết vấn đề xã hội. Do những áp lực công việc và tài chính khiến cho người Nhật ngại ngần kết hôn và sinh con, tỷ lệ sinh sản ở Nhật vô cùng thấp. Số trẻ em tại Nhật liên tục giảm trong 40 năm gần đây, dấy lên báo động đỏ về người trẻ tuổi ở Nhật Bản. Vậy nên phim đen cũng được coi như một phương án hay công cụ hỗ trợ bồi đắp tình cảm, thúc đẩy tỷ lệ quan hệ và sinh sản tại Nhật. Giải quyết các vấn đề về nhu cầu sinh lý. Hoạt động mại dâm ở Nhật là trái phép, nên rất nhiều người đàn ông tìm đến phim đen để giải quyết nhu cầu sinh lý. Mặc dù vậy, ngành công nghệ giải trí phim đen ở Nhật Bản cũng có những góc tối. Phim người lớn được phổ biến rộng rãi tại Nhật Bản, nhưng mặt tối của ngành công nghiệp này hiếm khi được thảo luận. Đã có những tố cáo rằng phụ nữ đã bị buộc để thực hiện những cảnh quan hệ tình dục tàn bạo trong phim và trái ý muốn của họ. Có rất nhiều chỉ trích cho rằng các nhà tuyển dụng đóng phim khiêu dâm đã lừa những cô gái trẻ
trong đó có cả trẻ vị thành niên, bằng những lời hứa lăng xê trở thành ngôi sao. Trong một số trường hợp, nhiều cô gái đã bị quyến rũ bởi lối sống xa hoa trước khi bị đưa đi đóng phim đen, đến khi trả nợ hết mới thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.